cha của nữ sinh giao gà Điện Biên xin không tử hình 6 bị cáo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Biên News. Ngày 16 tháng 6 tới đây, 9 bị cáo trong vụ sát hại dã man nữ sinh giao gà ở Điện Biên sẽ được đưa ra xét xử. Thế nhưng, cha của bị hại lại xin không tử hình 6 bị cáo. Cụ thể như thế nào? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Dự kiến ngày 16 tháng 6 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị cưỡng bức rồi sát hại dã man. Phiên tòa này diễn ra sau đúng một ngày phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ bị cáo là Trần Thị Hiền về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, nhiều bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó một số kêu oan, một số xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh, cũng đã có đơn kháng cáo với 3 nội dung, gồm kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, kháng cáo việc để lọt tội phạm, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và kháng cáo đề nghị không xử tử hình 6 bị cáo. Đáng chú ý, lần xét xử tới, hội đồng xét xử triệu tập giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên, 3 giám định viên của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và 3 điều tra viên của Công an tỉnh Điện Biên. Trước đó, vào tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt Về Văn Toán 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, cộng với chung thân ở vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bùi Văn Công, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, 2 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, cộng với chung thân trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình. Lương Văn Hùng, 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, chung thân trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình. Lương Văn Lã, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình. Phạm Văn Hùng, 10 năm tù về tội hiếp dâm. Cầm Văn Trương, 9 năm tù về tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu, 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm, kiến nghị xem xét khởi tố về tội che giấu tội phạm. Trong hồ sơ vụ án giữa tháng 5 năm 2017, Công đi xe máy đến nhà Hiền để hỏi mua gà. Tại đây, bị cáo Hiền hỏi Công có heroin bán không, nếu có thì mua 4 bánh. Hai bên thống nhất giá mua là 160 triệu đồng trên một bánh. Sau cuộc thương thảo, Công đến nhà Thu đặt 4 bánh heroin với giá 150 triệu đồng trên bánh. Ít ngày sau, Hiền đến hỏi Công có heroin chưa và được bị cáo trả lời là chỉ có 2 bánh thôi. Hiền nhất trí và bảo khi nào có thì gọi điện thoại hẹn đến khu vực Nghĩa Trang, xã Thanh Hưng để giao. Tại khu vực Nghĩa Trang, Công gọi điện thoại cho Hiền. Bà này nhận hàng, bỏ vào chiếc làn xe trên xe máy rồi đưa túi màu xanh chứa 290 triệu đồng cho Công, xin nợ lại 30 triệu. Toàn bộ việc mua bán bánh heroin giữa Công và Hiền có sự chứng kiến của Hùng. Mua bán ma túy xong, Hiền quay xe theo hướng Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng. Công và Hùng mang 290 triệu đồng đi trả cho Thu, nợ lại 10 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch bánh heroin với Công. Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Công, vì Văn Toán, chồng của Thu, lại giúp sức tích cực. Quá trình xét xử, bà Hiền liên tục kêu oan cho rằng các bị cáo khác đổ tội. Tôi hoàn toàn bị oan, tôi không buôn bán, không quen biết Công, bị cáo Hiền nói. Trong những lý lẽ đưa ra, bà Hiền nói bản thân biết rõ tác hại của chất ma túy, không muốn gieo rắc cái chết trắng cho ai. Bị cáo cho rằng Công và Hùng âm mưu sát hại con gái rồi đổ tội cho mình, cho nên lời khai của họ không đầy đủ, không thống nhất về số tiền. Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả, đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Vinew các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.